hết trọng tâm của mình vào con On. Nó, mặc dù vậy thì nó sẽ có những cái lựa chọn, ví dụ như bạn có dùng cái tố kiên cường của mình để chặn ánh trăng dẫn lối, hay là sát thương đến từ Aphelios hay không, hay là dùng cái công cụ đó để có thể chặn những cái pha đấy. Runic cần phải hạn chế cái điểm yếu và những cái sai lầm của họ như ở trong quả đấu thứ hai. Nếu như họ đánh như vậy gặp Lissabon ở thời điểm hiện tại thì tôi chắc là chắn là mù không thể đỡ được đến từ bên phía Runic đâu, bởi vì phong độ hiện tại Lissabon đang rất cao. Và những cái bản thể hiện đến từ phía Lissabon là rất tốt với cái kiểu chơi hướng xuống cánh dưới. Kèo đấu này là với kèo đấu mà Hangul Esport có một cái cánh dưới không mạnh, Samdi Vista không có phong độ cao, và Dev và Battle thì thực ra thì họ vẫn có được những cái sức ép ở trong cho đã đi đường, nhưng nó không quá là vượt trội so với lại cặp đôi trẻ tuổi bên phía bên kia của Hangul. Để xem ván này có sự thay đổi gì đến từ Dev và Battle hay không khi Dev quay trở lại với Aphelios. Và cùng với đó là con tướng đã giúp cho Battle lên ngôi tại chung kết thế giới 2020, đó là Liona. Aphelios thì ít nhất sẽ lấy vòng rừng của mình cũng để có mặt ở cánh dưới sớm để có thể hỗ trợ cho Samdi để tốt. Để xem là bên phía Hawkline sẽ vận hành con Raven này như thế nào. Khi mà vòng rừng đến từ Onflix sẽ là vòng rừng hướng từ trên xuống, anh ta đang ở bãi cóc, sẽ ăn thêm bổ xanh nữa, khả năng đi rừng. Có vẻ như cái khả năng clear lính đến từ Piosic, khả năng clear quái vật rừng đến từ người chơi đi rừng bên phía Renek đang là nhanh hơn một đôi chút so với lại Onflix. Nhưng Onflix anh ta đang kéo hai bãi nha, anh ta ăn một lúc hai bãi luôn nha. Cũng sẽ là một cái khả năng farm nó cũng không thực sự quá là thua thiệt đến từ người chơi đi rừng bên phía Hawkline đâu. Thế chắc ở cánh dưới đang phần nào đó có một chút những cái sức ép và ưu thế dành cho cặp đôi Samdi và Vista, khi mà lính của họ là nhiều hơn, đẩy nhanh hơn, sát thương nhiều hơn đến từ Raven ở trong khoảng tầm 3 cấp độ đầu tiên. Aphelios sẽ cần phải rất là cẩn trọng ở trong những cái pha như vậy. Piosic đang ăn bãi người đá, vừa rồi là cặp một pha cắm mắt đến từ Onflix, anh ta bỏ bãi sói nha, anh ta bỏ bãi sói để có thể can thiệp, tăng thêm cái khả năng kiểm soát tầm nhìn dành cho đồng đội của mình. Anh ta đang ăn bãi chim biến dị thì có pha di chuyển của Biosic ra để có thể cạnh tranh và thậm chí là lùa Onflix với một tình huống trừng phạt vừa rồi, vẫn có được con chim lớn dành cho Biosic. Nhưng mà cả hai liệu có cạnh tranh khu dưới hay không? Câu trả lời là không. Biosic thấy rằng là đường dưới của mình đang bị ép áp lực, cho nên là anh ta cũng không thể nào ra cạnh tranh khu dưới được, sẽ chuyển lên cánh trên để giải quyết cua trên và có thể tìm cách đánh vào bãi người đá của bên phía Hawaii Sport ở khu vực đó nếu như mà Onflix bây giờ phải di chuyển bấm B về ngay, thì anh ta vẫn sẽ kịp ra phòng người đá sau khi ăn bãi sói. Đây sẽ là một cái vòng rừng mà hy sinh khá là nhiều thời gian đến từ Onflix để anh ta gây sức ép cũng như là tốt đến từ bên phía của Renek. Nhưng mà dù gì thì với cái tình huống ở lại của Onflix thì nó sẽ tạo thêm tiền đề cho Samdi để có được lợi thế một chút xíu ở trong giai đoạn đi đường. Nhưng mà cái nhìn Dev kìa, Dev anh ta vẫn kiểm soát chỉ số lính rất là tốt. Có một số nhịp lính anh ta bị đối phương áp lực, nhưng mà chỉ số lính của anh ta vẫn đang hơn so với lại Samdi. Giữ chân thành công trọng trường, Vista dựng tố kiên cường, hết tố kiên cường anh ta trả đòn rất gắt, Barrow dính thiêu đốt ngay lập tức phải lùi vào cái tốc biến của mình. Nhưng đây là Samdi tốc biến farm được, nỗ lực rất lớn đến từ Samdi, nhưng mà bây giờ Samdi không có tốc biến thì anh ta nên cẩn trọng thời điểm mà bên phía của Biosic có thể kéo xuống dưới. Không gió Uzika. Hụt Uzika sau ván 1 tới ván 2 ván 3 hơi lạ nha. Anh ta rất tự tin nha, nhưng mà tình huống đấy thì nếu như anh ta có cú hương gió thì nhiều khi là với tốc biến và cưỡi mây thì Onflix có thể flop. Nào có lợi thế cụ thể cả. Chắc là King Gen quyết định là gọi luôn dê ở khu cánh trên để tấn công vào đu đu, hất dê lần 2 ép cái thần cá sấu, sau đó đứng lại BK bắt buộc đối phương phải tốc biến. Tình huống xử lý sát thương rất tốt của King Gen. Biosic đang vào vị trí của mình, nhưng đây là con U công cấp 5 và có thể bị rình ngược lại khi mà Đu Đu vẫn đang đứng nấp trong bụi. Anh ta có lượng nổ rất là tốt, nhưng đánh ai đây là mới là vấn đề. Họ quyết định đánh vào Biosic, người tốc biến rất nhanh, chuyển qua King Gen cũng làm choáng được, chia sát thương ra. Biosic quyết định quay lại, Biosic xoay chiêu cuối, nhưng mà anh ta không có sát thương và ta nằm xuống. Chiến công đầu cho Hanwha Life. Mình cấp 6 anh ta ăn được hai con, quay trở lại đánh thêm một đòn đánh thường, dùng luôn cú quy của mình và con lính đó, dùng luôn chiêu cuối hất tung hai người, nhưng làm gì có sát thương. Còn King Gen thì hai pha chết rất khó hiểu đến từ bộ đôi rừng và đứng trên bên phía của Redick. Áp lực hơn nửa cây máu mất đi. Đu Đu thì đang bỏ qua King Gen luôn, lấy thêm stack trụ nữa làm choáng thành công. Còn sắt cắt và sắt đơn giản là lối lui về trong thềm trụ đối phương, đánh giữa hai trụ đối phương luôn, rất tự tin đến từ Đu Đu. Thì anh ta biết được rằng là đối phương đang ở cánh dưới bàn rồng, đó là Piosic, và sẽ không có bất cứ một tình huống hỗ trợ nào dành cho người chơi đứng trên của Redick cả. Đội giai đoạn sau thì nó chưa phải là thảm họa dành cho King Gen, nhưng mà pha này thì Zika chắc là gặp nguy hiểm và ta đã buộc phải dùng cả tốc biến để có thể chạy thoát khỏi pha băng địa chấn của Vista.
Tôi có cảm nhận được rằng là Zikat đồng ý lại các đẹp ơi, đẹp, 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 đẹp. Cơ sở nhưng mà Dep đang làm gì thế này? Dep ơi, còn nguy hiểm. Dep thì dính chiêu cuối. Dep anh ta dính một tình huống. Còn đường băng giá giữ chân thành công đến từ Karis nữa. Và đây là lốc xoáy tử vong bôi thêm sát thương. Bill Six nằm xuống với thêm một mạng nữa dành cho Karis. Và nội tại của Lissandra đang phát huy tác dụng. Ba mạng dành cho thành viên bên. Vẫn phải cố gắng dùng tiền. Mà bên phía Hanora thì nãy giờ đánh nhau không gắt lắm. Họ đang đánh theo kiểu là từng mục tiêu một. Cứ kết trụ xong thì về xài tiền set up cho cái trụ tiếp theo hoặc là cộng rồng tiếp theo rồi. Gấp rồi. Lượt đi lượt về không đủ đam. Onfix gặp nguy hiểm rồi, anh ta có thể sẽ bị dính hất tung. Và cú lốc xoáy đến từ vị trí của Pioxic tốt. Sam đi đang có góc để có thể ném, nhưng những cái tình huống ném của anh ta có vẻ như chưa thực sự đem lại những hiệu quả quá cao. Pioxic không bị làm choáng bởi đánh ngất gừ. Ru tới để bảo kê cho đồng đội của anh Áng Trăng dẫn lối. Nó trúng vào chỉ của Vista. Góc này là pha vòng sau tốt đến từ Zika. Anh ta tìm được Raven rồi do xong. Sam đi nằm xuống. Hết sạch nội tại luôn và thôi đi luôn cả một người nữa. Đó là vị trí của Vista và thêm vào đó đưa Lissandra trong tay của Karis đi theo đồng đội của mình. Trước khi nằm xuống thì Lissandra hạ gục được một người, đó là Dep. Để tránh việc Redick có thêm những cái mục tiêu, anh ta đang khá là mạnh nhá. Anh ta có một giai đoạn đi đường tương đối là thành công trước Kingen. Còn đây sẽ là pha giao tranh nhưng mà Kingen cà đu đu, mất không nhiều máu lắm. Dep đang ở một cái vị trí tương đối là an toàn. Còn góc độ vào đến từ Onfix, anh ta đang bốn vòng sau. Anh ta đấm vào ai đây? Anh ta đấm vào vị trí Pioxic. Mất quá nhiều máu. Pioxic vào trong tình trạng anh ta quá thấp máu rồi. Và nội tại được xả đến từ Sammy nhưng không có quá nhiều tiền dành cho sát thủ bên phía ngoài của Icebox. Anh ta sẽ có cú double kill trong pha này. Barrow, Zika và cả Dep nữa sẽ phải rút lui. Và thôi chạy kiểu gì bạn ơi. Dep anh ta trước khi nằm xuống gỡ lại được một mạng. Nhưng nó sẽ là một cú quát ra kiểu dành. Vẫn còn có đợt lính tiếp theo sẽ có xe. Zika quyết định mở nhưng mà Vista chặn rất tốt, ép đồng hồ của bên phía đối phương và sau đó bật ngược trở lại để cover. Tôi vẫn thấy Sammy bắn thoải mái. Sammy đóng đồng hồ câu giờ. Có thêm một mạng nữa dành cho Sammy khi mà sau khi anh ta tìm đồng hồ lại một dìu xoay vào người của Barrow và Dep không được chơi game. Dudu và Onfix gì như vậy thì làm sao bạn chơi game được, và Kingen cũng sẽ đi theo đồng đội của mình mà thôi. Và Raven hơi tiếc. Sammy nằm xuống. Trụ bắn chết thì sẽ không có endgame. Có đi với Redick rồi cùng với Dep cộng vào Chovy nữa. Nhưng mà thực ra thì những cái màn thể hiện ở trong cái mùa giải đó đến từ Trenic thì nó cũng không thực sự quá là đặt nặng vào vị trí của Pioxic. Đồng ý là anh ta cũng là một cái nhân tố đánh rất là sáng. Thí thoảng thì Pioxic cũng có những cái màn thể hiện thực sự rất là sáng sủa. Và nó khiến cho Trenic cũng là một cái đối thủ nó rất là khó đoán. Nhưng mà đấy, nhìn cái cách mà anh ta chơi với hàng Wild Sport, mà anh ta đánh như thế này với Lissabok thì tôi cũng không hiểu là Redick lấy cái cơ sở gì để họ có thể tin vào một trận thắng trong một cái cặp trận đấu 5 căng não ở vòng đấu tiếp theo ở trận tứ kết của LCK mùa hè năm nay. Đây sẽ vẫn là một cái giai đoạn mà hàng của Esports gây sức ép. Họ đang rất muốn có được chiến thắng trước khi kết thúc giai đoạn mùa hè 2022 này. Và đây sẽ là một chiến thắng để phần nào đó tri ân người hâm mộ cũng như là có được chiến thắng thứ hai để họ sẵn sàng cho một giai đoạn tiếp theo ở LCK mùa xuân năm sau. Giờ thì camera cứ quay liên tục vào Sammy tại vì để chúng ta đếm đồ các bạn. Sammy vừa về nhà lượm ra thêm một cây vô cực nữa. Một cây vạn đậu sáng nhưng mà nhìn chung lại nó lại sai nhiều hơn. Khó quá. Bây giờ chắc là không có cái cửa nào để Redick đồng ý. Tôi thì tôi đang nghĩ đến cái việc là Redick gặp Lissabok thì chắc là sẽ lại cần phải có một cái cú hồi sinh gì đó đến từ ID. Sau ván đấu này thì chắc là nó lên 8-2 nghiêng hẳn về cho bên kia của Lipsbox. Đội đã có phong độ quá ổn định từ giai đoạn giữa lượt đi tới bây giờ lượt về là Lipsbox là đội ổn định nhất, thực sự là như vậy. Nếu bỏ qua câu chuyện của Genji, họ ổn định còn hơn T1 với lại DK nữa thì kèo này rất là khó dành cho bên phía Renex. Nhưng mà Renex là một đội mà lại có những pha mà gọi là giật mồng lên với Bixit. Lâu cũng giật mồng, Dep lâu cũng có những ván đấu tự nhiên lại bắn cháy thế này. Thì tôi vẫn đặt niềm tin là cái trận BO5 đó nó sẽ hấp dẫn chứ nó không một chiều. Tại vì ít nhất sẽ có một vài tình huống, hiểu một ván đấu, hai ván đấu chẳng hạn mà nó sẽ tự nhiên là đánh hay. Thêm một yếu tố nữa là những cái nhân tố đến từ Lissabok thì họ cũng không có được cái kinh nghiệm vào trong những cái kèo BO5 nhiều. Cho nên là vẫn sẽ có hy vọng dành cho bên phía của Redick, mặc dù chúng ta nói với nhau rằng nó sẽ rất khó. Zika đang cố gắng tố máu nhưng máu không mất đến từ Onfix. Anh ta lao thẳng vào, anh ta ôm Dep vào trong lòng bàn tay của mình và anh ta âu yếm điểm hạ gục dành cho bên phía của Sammy. Pioxic cũng sẽ nằm xuống, hai dìu nằm xuống luôn, không nói nhiều đến từ Sammy. Sammy thanh tẩy ngay lập tức một pha Captain Jack đến từ Sammy. Anh ta ném quá đau, hai dìu nửa cây đến từ Zika, dìu thứ ba vào chí mạng, nhiều khi là Zika đi luôn. Nhưng đây sẽ là tình huống endgame. Tốc biến hồn gió không thành công đến từ Zika. Tốc biến lao thẳng vào bờ đỡ cổ đối phương đến từ vị trí của Karis. Đang có một cú muốn quét sạch đối phương nhưng không.
Hàng Loạt muốn có chiến thắng này và họ có được chiến thắng 2-1 trong ngày hôm nay trước RNX. Và một thắng lợi cuối cùng ở mùa giải này để cho Hàng Loạt Sport có lẽ là nói một lời thứ nhất là